Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Một cái người bạn cực kỳ dễ thương luôn và mình tin chắc là sẽ tạo được ấn tượng mạnh với các bạn luôn. Anh Hải và chị Mai ha. Giỏi lắm, bé hát được Happy Birthday á. Anh hát nói được gì nữa? Nói được, mẹ ơi, mẹ làm gì đó mà nấu cơm hả? Đây, còn ăn ớt siêu đẳng luôn. Hạt hướng dương thì ăn cho nó bóng lông. Dạ. Yeah. Có chất dầu. Nhưng mà cái vị cay của ớt nó có tác dụng gì không anh? Hồi nó ăn ớt giỏi không anh luôn á, mình vô cái này là chịu không nổi rồi. Mình tới mình nói nó những cái câu gì mà mình thích. Dạ. Yeah. Mình nói cho nghe lúc khoảng trong vòng 6 đến 7 tháng. Happy birthday. Happy birthday. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng hôm nay mình được anh chị anh Hải Gò Vấp và chị Tuyết Mai ha mời tới nhà chơi để mà thăm một cái người bạn cực kỳ dễ thương luôn và mình tin chắc là sẽ tạo được ấn tượng mạnh với các bạn luôn. À, em chào anh chị. Chào em. Dạ. Chào chị. Đây các bạn, đây là anh Hải và chị Mai ha. Đây, đây là một người bạn mà mình sẽ giới thiệu với các bạn sắp tới luôn, mình cực kỳ ấn tượng luôn ha. Chưa, coi như là nãy mới vô là được anh cho coi cái tài năng của bé nó rồi. Anh ơi, anh có thể giới thiệu với các bạn ở đây về những bé này đi anh. À, đây là bé Ngực Hồng. Ngực Hồng anh nuôi hôm nay cũng được 4-5 năm rồi. Dạ. À, bé giỏi lắm, bé hát được Happy Birthday á. Quá dữ luôn các bạn, lát mình sẽ nhờ anh Hải cho bé nó biểu diễn hát cho các bạn hú hồn luôn. Ngoài hát Happy Birthday ra còn làm được gì nữa không anh? Hát nói được gì nữa? Nói được, mẹ ơi, mẹ làm gì đó mà nấu cơm hả? Quá dữ. Ở đây có ba bé, lần bé này là anh chăm lâu nhất 4-5 năm rồi. Dạ. Còn mấy bé kia thì nó coi như còn trẻ hơn ha. Ờ, nó còn mới có 1 năm mấy thôi nên nó còn hơi nhát. Dạ. Mẹ ơi đó. Mẹ đang làm gì đó? Trời ơi, nói rõ chưa các bạn? Happy birthday. Hát đi. Nó sợ cái máy. À, ngại cái máy, ngại cái camera. Mẹ hơi ngại camera. Cái cắn à. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nói đi con, mẹ ơi. Mẹ ơi. Happy birthday Tú Du. Happy birthday Tú Du. Happy birthday Tú Du. Cái cặp. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nói đi con. Happy. Ngại, nó hơi ngại cái mặt. Mẹ ơi. Mẹ ơi đi con. Happy birthday Tú Du. Giọng hello. Chào khách. Happy birthday Tú Du. Ơi sợ cái máy. Để cho từ từ nó quen đi. Ok các bạn, nhưng mà bé nó còn bỡ ngỡ với cái camera, cái điện thoại đó cho nên là bé nó hơi nhát. Ha. Lấy đỡ. Đó thì nhưng mà các bạn nãy cũng có nghe rồi, nói rất là rõ ràng luôn ha. Chào khách. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó? Happy birthday Tú Du. Mẹ ơi. Mẹ ơi đi con. Mẹ nấu cơm hả? Nói rõ ràng cực kỳ và hát Happy Birthday các bạn nghe là giai điệu và ca từ rất là rõ ràng luôn nha. Còn hơi Happy nhát birthday á. Happy birthday Tú Du. Từ từ anh. Rồi. Ôi có quà đây. Nè con. Đây, còn nó ăn ớt siêu đẳng luôn. Cái ớt thì nó có cái tác dụng và cái chức năng gì đó với lại dòng vẹt này anh? Theo nó ăn nó được cái vitamin em. Ví dụ như mình nhốt nó thiếu vitamin thì mình cho bù ớt với lại ấy thôi. Cho nó trái cây là chủ yếu, còn cái hạt hướng dương thì ăn cho nó bóng lông. Có chất dầu. Nhưng mà cái vị cay của ớt nó có tác dụng gì không anh? Cái vị cay của ớt gần như con vẹt nó không cảm nhận em. À, nó không cảm nhận được vị cay. Không cảm nhận vị cay. Nó có thể có trét chính con mắt nó cũng không sao. Tại vì Việt Nam mình có câu là giống như cho nhồng cho vẹt lột ăn cho lột lưỡi á, thì cái nhưng mà cái thật sự là... ra con vẹt này anh nuôi anh không có lột lưỡi. Cái lưỡi nó tròn giống lưỡi người luôn á. À, còn cái vụ lột lưỡi là em mới biết luôn đó, giờ em nghe là em ngày, tưởng ngày xưa là người ta cứ nói là nuôi con nhồng, con sáo, con cưỡng, con gì cũng phải lột lưỡi. Dạ.
là cái đó anh nuôi hoài anh không có lột lưỡi đâu, vẫn nói bình thường. Nhưng mà theo như mình hiểu cái lột lưỡi đó là nó có một cái lớp vỏ bên ngoài. Đúng cái lưỡi ha, lột ra cho nó giống như cái dẻo mỏng, cái lưỡi nó mỏng cái lưỡi đi, nhưng mà anh nuôi anh không có lột lưỡi mà vẫn nói. Nói rõ luôn. Rồi nó ăn ớt giỏi không mình luôn á, mình vô cái này là chịu không nổi rồi, mà không biết cay luôn nha các bạn. Không có cay, nó không có nhờ anh Hải mới biết là nó không có cảm giác với vị cay luôn. Happy birthday Tú Du, cảm ơn. Này là anh mỗi ngày anh cho một trái hả hay là tùy, thí dụ như mà hôm nào mà mình có thức ăn gì mình cho nó ăn đó, thí dụ có trái cây táo lê mình cho ăn thì mình khỏi cho ớt. Là tất cả những bạn đây là anh đều tuyển lựa từ chim con lên từ hết. Từ chim con lên hết, nhưng mà cái nguồn vô á mình lựa hơi khó tí. Chứ không phải là cứ người ta bán ngoài chợ mình vô mình mua là nó về không được. Anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm mà chọn một cái chim con mà coi như là sau này nó sẽ có tố chất không anh? Đúng rồi, là theo mình nuôi con chim bất kể con chim gì cũng vậy, mình lựa trong đàn đó là con chim nó phải trội hơn các bạn. Nó đẹp hơn các bạn trong một cái trang lứa đó. Thì về nó sẽ cái tố chất thế nào nó cũng phải hơn con chim mà nó nhỏ con, mà nó như thế nào đó, nó không có đẹp. Con chim con nhìn vô là mình thấy cái đầu nó bự nè, cơ thể nó to nè, nó mình gõ cái ấy là thấy nó chui liền á. Gõ cái rổ mình thấy chim con đó nó chui, nó ấy rút là mình thấy cái tố chất nó, là mình bắt nó về mình nuôi cái đó cũng được mấy chục phần trăm rồi. Có nghĩa là con chim con này nó chưa có sổ lông gì hết á, thì mình chỉ coi cái nó có bự con hay không, đầu bự hay không, và mình coi cái gọi là cái độ lanh lẹ của nó, gõ mà nó năng động là ok. Đúng có rồi, tố chất á là lúc đó về là vẫn phải còn đút bột. Đút bột chứ, nó chưa có lông nhiều đâu, nó mới có lúng phúng lông cánh lông đuôi thôi. Rồi mình đút bột thì khoảng bao lâu thì bắt đầu mình vô cái gọi là chế độ huấn luyện được anh? Khoảng 6 tháng à. 6 tháng. 6 tháng sau bắt đầu cái mình nói cho nó nghe những từ đơn giản như là chọc cái két trắng này kia thôi. Tại vì con két nó hay nói cái từ chọc cái két trắng nhất. Bắt đầu nó biết nói, nó mà chớm vô nó nói rồi thì mình phải dạy liền trong vòng đúng một năm đó thôi. Nếu mà qua năm thứ hai nó không còn tiếp thu nữa. Chỉ một năm đó thôi. Một năm đầu á là nó nói á là nó tiếp thu tới lúc mà nó già ra cái mỏ đỏ là nó không còn tiếp thu cái từ khác nữa. Nên lúc anh dạy con bé này thì nó hát được Happy Birthday Tú Du thôi, còn bé này hát được nhiều bài lắm. Nhiều bài lắm anh. Rất nhiều bài. Bài nào? Bài gì? Ví dụ như bài gì anh? Ví dụ như bài Jingle Bell. Hát được cái bài Jingle Bell luôn. Sắp Noel nữa. Trời. Đúng, nó nói được những câu đó. Còn kính chào quý khách, năm mới phát tài. Hay quá vậy. Con này nói rất nhiều, nói mà kiểu mà mình không thể tả được. Tại vì lúc mà mình thấy vậy mình bồi thêm dạy đó. Chứ con này lúc đầu mình nuôi mình chưa có nghĩ là nó tiếp thu đến mức độ đó, nên mình dạy cái tốc độ nó ít hơn. Bé kia là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm bé này, bắt đầu mình mới dạy hai bé này nó nói cực kỳ khủng luôn. Nhưng mà anh này có nghĩa là dạng nhất, nuôi lâu nhất, đâm ra là không có bị mắc cỡ. Đúng rồi, nó giống như là quen rồi đó. Nhưng mà dở cái anh với chị đi tối ngày không có đem nó đi ốp. Ví dụ đem đi ngoài đường nhiều thì tất nhiên nó nói còn dứa hơn nữa. Đúng không? Anh đem đi ốp, những hội kim, đem đi chơi, cà phê thì tất nhiên nó phải tuần giao quen. Lưu rồi nó quen. Đó, nó quen thì tất nhiên nó phải nhiều hơn, như mấy con này cũng vậy. Nó bị ù lì trong một cái khung cảnh chỉ có thấy người chủ nhà thôi, không thấy khách. Nên nó hơi nhát, nó nói hơi ít. Chứ đúng ra mà con mấy bé này được đi giao lưu, cà phê thì kia, nói rất nhiều, nó kinh hồn lắm. Bạn này hồi nãy lúc em mới vô là lanh hơn, nhưng mà giờ, lúc đó chưa có điện thoại, giờ móc cái điện thoại ra ảnh nhìn ảnh cũng hơi sợ sợ, ảnh không biết cái này là cái gì, chỉ vô tao để cho nó ăn xong xíu cho mình. Anh thì bắt đầu 6 tháng là bắt đầu mình tập luyện cho bé nó, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là em biết cái vụ mà huấn luyện cho chim nói này nhiều người mê lắm, nhưng mà cũng ít ai thành công lắm, tại không có đủ cái kiên nhẫn cũng như là cũng biết cái cách lúc nào nói là nó sẽ vô, nó tiếp thu được. Theo anh kinh nghiệm á, là thí dụ như mình nuôi một con bé vậy, là cái lúc nó đi ngủ tối á, lúc chuẩn bị tối á, mình tới mình nói nó những cái câu gì mà mình thích. Mình nói cho nghe lúc khoảng trong vòng 6 đến 7 tháng. Con bé này qua tháng thứ 8 biết nói nè. Bắt đầu qua tháng thứ 8 là nó kêu là mẹ ơi,
mẹ à, chứ nó chưa có nói rõ đến mức cái câu như vậy. Là anh thấy vậy cái anh kêu bà xã anh dạy thêm vô thì nó nói được mẹ làm gì đó, mẹ nấu cơm hả. Yeah. Nó nói vậy thì bắt đầu tháng thứ 8, tháng thứ 9 bắt đầu biết nói. Bằng không mình xuyên thì tất nhiên buổi sáng nữa, buổi sáng khoảng 5-6 giờ sáng là mình dạy nó, lúc mà chưa có mặt trời lên để cho nó bé năng động nó chơi là nó không có tiếp thu. Dạ. Yeah. Lúc buồn ngủ hoặc chuẩn bị ấy là nó tiếp thu. À, đó là cái kinh nghiệm nha các bạn. Các bạn nào mà muốn huấn luyện các bạn chim vẹt mà nói chuyện thì các bạn nhớ canh cái thời gian lúc mà gần tối là nó sẽ buồn ngủ, thì lúc đó nó giống như nó tỉnh hơn, nó sẽ tiếp thu tốt. Hoặc là lúc khoảng 5 giờ sáng lúc đó nó vừa dậy còn say ke, còn chưa có hiếu động thì nó sẽ dễ tiếp thu hơn. Có nghĩa là 6 tháng anh bắt đầu huấn luyện và tầm khoảng 2-3 tháng sau là nó bắt đầu nó biết nói. Đúng. Nó nói, trong vòng nó nói thì mình phải bù vô những cái nó nói cái gì mình cứ dạy nhiều vô. Trong khoảng thời gian khoảng trong 1 năm, còn qua năm đó rồi nó không còn tiếp thu, con két á. Yeah. Két vẹt gì anh thấy rõ ràng là nó tiếp thu rất chậm những năm sau đó. À. Ok các bạn, nếu vậy thì tạm thời mình đúc kết lại những cái chia sẻ của anh Hải ha. Có nghĩa là thứ nhất là các bạn muốn dạy nói là phải mua chim con, phải sắm được một cái con chim con mà nó có tố chất đó. Thì cái cách lựa chim thì nãy cũng nói rồi, bự con, đầu bự và lanh lẹ, năng động, gõ vô cái đồ là lanh liền. Và về đúc bột 6 tháng, sau đó sẽ bắt đầu tháng thứ 7 là sẽ đầu dạy nói ha. Là trong khoảng như là thời gian vàng để dạy là khoảng 6 tháng sau đúng không anh? 6 tháng lớn khoảng 1 năm sau, lúc mà bé biết nói rồi, trong khoảng vòng khoảng 1 năm đó à. Là mình phải dạy liên tục trong 1 năm đó, qua sang năm thứ 2 thì cái mỏ bé đỏ lên lại rồi nè. À, là hết nói rồi. Hết tiếp thu rồi. Nó thuộc những cái câu mình đã dạy trước đó thôi, những câu sau này không nói nữa. Yeah. Như bé này anh dạy cái từ single bell là không biết. Yeah. Còn bé này, mấy bé này tiếp thu hết. Thì mỗi buổi tối mình ngồi mình nói chuyện với nó là mình phải lặp đi lặp lại. Lặp lại sao? Một câu đó. Yeah. Cái mình thấy nó bắt đầu bé nói được câu đó là mình đổi câu khác liền. Yeah. Bé nhớ rất hay, ví dụ như đã nói một câu đó rồi là nguyên cả đời không bao giờ bỏ cái đó. Không bao giờ bỏ đâu. Dạy câu khác liền, dạy bù vô cứ tiếp theo. Bé nói câu này, câu đó xong, mình tiếp cái câu khác mình nói. Tất nhiên là bé cứ thuộc dần dần, mai mốt bé tự động với phát âm, còn rất rõ. Mẹ ơi, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mẹ ơi. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Happy birthday to you. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ làm gì đó? Mẹ. Mẹ ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mẹ ơi. Chọc két. Mẹ ơi được không? Mẹ ơi. Mẹ làm gì đó? Mẹ ơi. Mẹ làm gì đó? Happy birthday. Mẹ ơi. Mẹ làm gì đó? Mẹ nấu cơm hả? Mẹ ơi. Mẹ làm gì đó?
Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ làm gì đó? Mẹ làm gì đó? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Quá dễ thương luôn, cực kỳ ấn tượng luôn các bạn. Em hồi xưa em cũng có tập cho chim nó nói nhưng mà không đủ kiên nhẫn. Ví dụ như mình cứ ngồi mình nói là Nam Ngô ơi, thí dụ vậy mình cứ nói mình nó hoài lát mình bị nản luôn. Có nghĩa là các bạn phải hình dung là anh Hải đây là phải ngồi nói chuyện với nó mỗi đêm khoảng 2 tháng liên tục mà nó không có hồi âm nha các bạn, không có hồi âm lại. Tới một ngày nào đó là nó nói lại cái là cái cảm giác lúc đó nó như thế nào anh? Sướng cho vui vậy. Đúng rồi, lúc đó mình thấy lần đầu tiên anh dạy mà bé tiếp thu nhiều á là mình khoái lắm, mình mừng ơi mừng luôn, nghĩ như vậy bao nhiêu là con chỉ có được bé này, lúc mà nó mỏ còn đầu còn đen, mỏ còn đen luôn á. Dạ. Thích lắm. Mình dạy được nói vậy, bắt đầu cái mình mới đi tiễn những em nữa, vậy dạy mình cho nói. Dạ. Anh chơi cái bộ môn chim vẹt này lâu chưa anh? Lâu lắm rồi. Dạ. Anh nuôi rất là nhiều nhưng mà cái tố chất để mà nói á là cũng tùy con. Nhưng mà theo anh nghĩ cái tiếp thu á là nó cũng đều giống nhau, nhưng mà cái tố chất để nói nhiều và nói rõ đó thì có vài con. Dạ. Phải tuyển lựa từ hàng trăm ngàn con mới có một hai con có tố chất tốt. Đúng rồi. Dạ. Là đó giờ anh thích chơi vẹt là theo cái cách mà anh sẽ tập cho bé nó nói. Thì có nhiều bạn này thích chỉ làm trò. Đúng rồi. Dạ. Thì mình thích chỉ cho nói. Dạ. Thì theo anh là vẹt mấy dòng này là của Việt Nam có Xích, Ấn rồi Myanmar đồ này nọ. Thì theo anh là cái dòng nào nó sẽ gọi là nó giỏi cho cái việc này nhất? Tùy theo, thí dụ như có tố chất á, theo anh nói á, có nhiều cái dòng mà anh nuôi chưa được nhiều. Thí dụ như Xích Ấn đi, anh nuôi chỉ mới 2 con, 3 con. Thì anh thấy nó nói không có bằng bé này, nhưng mà anh chưa được sở hữu nhiều. Sở hữu nhiều, bắt đầu anh mới dạy, anh mới lọc ra một con thì tất nhiên nhiều. Cái đó anh mới có nuôi 2 con thôi. Xích Ấn anh mới nuôi 2 con thôi, nó cũng biết nói, nhưng mà nó nói không có được cái câu dài nên anh không có đúc kết được nó giỏi hay không. Nói chung mình cũng chưa có trải nghiệm nhiều lắm. Thằng bé này là Việt Nam. Việt Nam. Bé nó ngực hồng Việt Nam mà. Happy birthday to you. Ăn rồi hát đi con. Ăn rồi hát coi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Lên đây, lên đây. Để từ từ lát nữa rồi anh dạng thôi. Mẹ rồi ơi. Hát cho mọi người nghe nha. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Này bình thường con gái anh nhà là thả ra cho bay đi, cho bay chơi luôn. Tại vì con gái vợt nó dữ lắm. Nó bé này nè là thả luôn á chứ không có cột đâu. Hay quá, cả gia đình đều mê chim vẹt hết, là coi như là chơi huấn luyện đủ hết. Chị vợ chị Mai đây cũng có huấn luyện luôn. Không, thường thường chị dạy nói không á. Cái giọng của anh là không có bằng phụ nữ, người phụ nữ dạy nói nó rõ hơn. Dạ. Nhưng mà em thấy nó nghe lời anh hơn. Đúng rồi, tại vì cái giọng nói thì bà xã, nhưng mà anh dạy nó thì nhiều hơn, anh huấn luyện dặn như làm thế này thế nọ kia thì nó nghe lời hơn. Dễ thương quá trời luôn. Ăn rồi nói đi con. Mẹ ơi. Và đặc biệt theo anh Hải chia sẻ là tụi chim vẹt này nó rất là thông minh luôn nha các bạn. Là nó cũng có cái ví dụ như các bạn chăm chim con lên á, thì anh Hải chăm chim con lên là nó sẽ rất là mến anh Hải. Và ví dụ mà có chia sẻ cho một người chủ mới là nó cũng không có thân được giống như mình, đúng không anh? Đúng rồi, mình phải thời gian lâu lắm nó mới nó lúc nào cũng tìm chủ mới. Như bé này anh đúc, nhưng mà bà xã anh là dạy nó, nhưng mà anh đúc lại thích hợp hơn, anh cho ăn lại khoái hơn. Còn như bà xã anh chỉ dạy thôi chứ biểu nó không nói. Con bé con anh cũng vậy, chơi với nó, giỡn với nó, cho nó ngủ chung là nó nói ghê hồn lắm. Bé con anh á là thả ra ngủ chung luôn á, nó đi tới đó nơi nó ngủ chung đó, nên nó khoái lắm. Dễ cưng dữ ta.
cực kỳ dễ thương luôn nha các bạn. Hôm nay mình thật sự mình nói là cũng gọi là vinh hạnh được lại thăm chơi với bạn này á nha. Đó giờ em cũng gặp nhiều bạn chim hót, chim nói rồi nhưng mà nói rõ ràng và câu dài thì hình như là chưa á. Happy birthday chú, vô hát đi, hát tặng sinh nhật cho ai, cho sinh nhật tháng 11 nè. Hát được không? Happy birthday Tú Vũ. Happy birthday Tú Vũ. Cơ sĩ này mắc cỡ quá. Nói được không? Ở chế độ hàng ngày là anh cứ cho ăn hướng dương rồi hướng dương, ớt trái cây. Bắp. Với lại anh như bí đỏ, yeah. Đậu anh luộc vô chung vậy đó, yeah. Anh luộc chung nó vừa chín tới thôi anh cho mấy bé ăn, yeah. Tất cả các loại đậu, đậu xanh, đậu đỏ, là bí đỏ anh luộc anh cho nó đủ vitamin tại mình nuôi nhốt mà, yeah. Nên nó cũng cần dinh dưỡng thì anh có hạt mấy cái hạt bí hạt gì tùm lum đúng rồi, nhưng mà cái hạt bí á từ từ mình mua hạt bí tươi không được thì mình lấy ở có thôi, chứ mình mua ngoài chợ thì hạt bí nó có muối, à có muối nó ăn bị rụng lông, ồ nên anh không cho ăn hộp hạt bí mà làm sẵn nó có muối, yeah. Cái gì có muối là không nên cho mấy bé ăn. Quá trình chăm sóc mấy bạn này có cái gì nó lưu ý không ạ? Có gì cần lưu ý có em, ví dụ như mình không chơi với nó, yeah. Mình con vẹt này ngộ lắm, bộ này không chơi với nó là nó bị trét, yeah. Trét nó cắn lồng, yeah. Nó cắn nhiều con, cắn trụi người luôn, cắn lưng, cắn đầu, cắn không còn cái lông nào hết luôn, yeah. Bằng không nó đâm ra dữ, yeah. Bằng không thí dụ như bé lớn lên cái lúc 6 tháng đến 7 tháng đó là bé tập bay dữ lắm, mà vừa tập bay mà vừa hung dữ nữa, vừa cắn mình nữa, yeah. Mà ai mà chịu không được cái đó bắt đầu đánh bé, à là bé càng dữ, ừ. Dữ kinh khủng lắm. Là con mắt bé lúc mà gom trồng trắng trồng đen gom nhỏ lại là giữ kinh hồn lắm, à, là nó đang giống như đang liếc mà đúng. Là cứ chọc đè chọc mà kia là sau này là hư luôn, yeah. Là bé giữ lắm, giữ kinh khủng. Còn mấy bạn này mà giữ rồi nó nghiến cho mà đã luôn rồi, chảy máu luôn. Còn qua cái mình dìu ví dụ vậy thôi, mình cho ăn nhiều lại thì tất nhiên bé dịu từ xong phải qua cái tuổi giống như là đòi bay đi đó, yeah. Không chịu ở nữa là thường con chim con ở với mẹ lúc tập bay là chuẩn bị bay xong em có lông đủ lông đủ cánh đi à chứ không, yeah, ở với rồi. Mẹ đâu, yeah, đúng rồi. nên nó cũng vậy, cái hoang dã mà, nên lúc đó thì bé cứ đòi đi cắn dây cắn đầu ghê lắm thì mình phải chiều, không chiều là hư con chim, yeah. Đó là phải áp dụng tâm lý nha các bạn. Thì cũng y như con người mình vậy thôi, mấy bạn trẻ mà tuổi teen 12, 13 tuổi là tuổi đó là tuổi gọi là khá là manh động nên là chúng ta phải nương, phải chiều nó, chứ chúng ta làm căng nữa là đổ bể hết. Happy birthday Tú Vũ. Ăn no rồi, hát đi. Hát đi con. Bạn này là trống hay mái anh? Trống. Trống. Con mái là mỏ đen. À, máy mỏ đen. Rồi nếu vậy cái dòng này cũng dễ phân biệt quá. Đúng rồi. Không phải lúc nhỏ lại khó phân biệt hơn. À. Có nhiều con máy cũng nói dữ lắm, nhưng mà nhiều con máy nó cũng to con, cũng đẹp như vậy đó. Nên lựa đó thì dễ trúng con máy lắm. À. Ví dụ như mà người ta để một rổ á phải biết lựa mới trúng trống. Nó cùng đều hồi nhỏ đều mỏ đỏ hết. Yeah. Cái lớn lên cỡ 3 tháng, 4 tháng. 5 tháng bắt đầu mỏ bé tự nhiên đen trở lại, đen từ từ đen tới 6, 7 tháng, 8 tháng tới mười mấy tháng bắt đầu bé mới đỏ mỏ lại. Yeah. Nhưng mà nếu vậy thì con trống nó sẽ có nhiều cái gọi là khả năng nói cao hơn không? Cao mái? Hơn. Yeah. Con mái có nhiều bé nói cũng dữ lắm, nhưng mà anh thấy hiếm hơn. Yeah. Hiếm hơn con trống mà kiểu như thông minh á. Vậy là ba bạn kia cũng là, hai bạn còn lại cũng là trống hết. Trống hết. Dạ. Bé này trống, bé này trống là trổ cái kiềng đen nè. Dạ. Cái cổ á. Chứ bình thường tơ mới lớn lên là cái kiềng đen chưa có. Dạ. Kiềng đen, kiềng hồng chưa có. Này nó giống tụi Rinnet á. Rinnet đúng rồi. Rinnet cũng biết nói nữa nhưng mà
cái độ mà nói nhiều nói dài là không có bằng này. Anh có nuôi riêng luôn, riêng cũng nói dữ lắm, nhưng mà cái độ mà tiếp thu á không có bằng khôn bằng cái loại vẹt này. Yeah. Loại xích với lại có một em ở trên mạng á, em thông lê á, nuôi yeah. con xích này nói kinh hồn lắm, nói nó còn dữ hơn nữa, những như vậy. Nuôi một con xích Thái Lan thôi mà nói dữ lắm. Mà con đó anh biết trên mạng lâu lâu lắm rồi mà hôm nay không có biết là bé đi đâu, cách nay 5-6 năm rồi. Dạ. Là bé xích của em Thông đó dữ lắm. Cái bạn đằng trước đó biệt tài là múa ha. Đó, nhưng mà còn hơi mắc cỡ. Đó. Bây giờ mình tạm quên bạn này. À, mấy bạn này có tên không anh? Có. À. Ví dụ như bạn này tên gì anh? Bé đặt lúc mà nhỏ xíu á, đặt dạ. Thấy nó bự quá, đặt bé bự. Bé bự. Kiểu bé bự. Bé này cũng đem về lúc mập quá, đặt tên Sumo. bé con đặt tên hết á. Giờ toàn bự bự con không à. Còn bé này. Bé này kêu bé Bi. Bé Bi. Này là bé bự ha. Hôm nay Sumo kêu bé Bi. À, mình tạm quên bé bự đi để cho nó bình thường lại đi, giờ mình chẻ ống kính cho nó bệnh ngôi sao rồi. Giờ mình chơi bé này, bé Sumo là múa rất là giỏi ha. Mà theo như anh Hải chia sẻ là cái bạn Sumo á nói còn dữ hơn là bạn này nữa. Đúng rồi, hát được nhiều bài mà nói nhiều hơn, nói rất là nhiều. Nhưng mà còn mắc cỡ thôi. Chưa biểu được, chưa biểu nói được. Rồi anh này có vẻ anh nẹt lại nè, anh thấy kia làm quá anh nẹt lại rồi đó. Múa rồi con, múa rồi. Trời, anh múa rồi. Múa đi. Giống như là bạn Sumo đó, nãy anh Hải có chia sẻ là bạn đó là giống như là rất là thân với con gái của ảnh. Con gái của ảnh là vuốt ve đụng chạm, nói chung kiểu nào cũng được, nhưng mà ảnh vô á thì nó vẫn ngoan, nhưng mà anh thấy nó vẫn né chút đỉnh. Đâu đâu em đưa cái máy xích nó cho nó sợ nó nói. Happy birthday Tú Vũ. Ý là chỉ lại gần chút xíu nữa cho nó sợ gần, luôn cho nó sợ luôn á. À. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Happy birthday Tú Vũ. À cái này á. À, nhìn nó. Happy birthday Tú Vũ. Nói đi con. Nói đi. Người ta là ngôi sao mà, chứ đâu phải cái máy đâu mà muốn kêu nói mà nói. Ngôi sao thì nào hứng mới chịu nói. Đâu thường thường á, thường thường là biểu lúc nào nói lúc đó đó. Yeah. Thì thân á anh, còn có người lạ vô ngại. Happy birthday Tú Vũ. Liếc liếc. Ông dễ thương, mấy con bè công nhận khôn thiệt, rất là khôn. Mẹ ơi. Mẹ ơi đi con. Mẹ ơi. Cái này mỗi ngày đồ ăn anh cứ để vô rồi coi như là cứ cho nó tự động, nó lúc nào nó muốn ăn ăn, chứ đâu phải cử gì đâu ha. Thường thường con vẹt này nó khôn lắm. Mình buổi sáng với buổi trưa mình cho ăn là cho ăn nó phá vậy thôi. Yeah. Chứ lúc chuẩn bị đi ngủ từ 5 giờ 6 giờ chiều ăn nó luôn rồi đi ngủ. À. Khôn lắm. Bé tìm đồ ăn ăn bằng được cho nó đi ngủ. Ừ. Chứ, buổi sáng với buổi trưa mình để đồ ăn gần như phá chơi vậy đó. À, dạ. Ít lắm. Cái gì là cái bữa chính của nó là cái giờ mà cái giờ đi ngủ á. Dạ. Happy birthday to you. Không thèm động đậy luôn. Nói đi. Happy birthday Tú Vũ. Mẹ ơi. Nói lại. Mẹ ơi. Happy birthday. Chọc két. Chọc két. Chọc két. Giờ không nói luôn rồi. Chọc két. Giờ chỉ ống kính vô ảnh, anh không nói, nhưng mà lát mình quay cái khác á, đầu ảnh coi như làm quen cho coi, tao sẽ chú ý. Chọc két. Chọc két. Chọc két.
Happy birthday Tú Vũ. Nghe đi, nghe, nghe lời đi con. Này mà đâu cho đi chơi nhiều là càng ngày nó càng dạng. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ anh để suốt ở nhà một ngày chưa chắc nó gặp chủ luôn á. Tới yeah. tối nó ngủ rồi mình mới về. Yeah. Bởi vậy nó cũng tội nghiệp. Để chăm mấy bé này thì mỗi ngày mình dành khoảng bao nhiêu thời gian mình tương tác với bé là ok anh? Thường thường nửa tiếng, 1 tiếng thôi. Mình tương tác, mình chơi, mình cho ăn cái đồ vậy thì bé thoải mái, bé không có bị stress. Yeah. Còn mình giục suốt bé bị stress. Nên vậy anh phải cho nó uống vitamin rồi uống thuốc giảm stress tùm lum hết á. Ồ, có thuốc giảm stress nè. Có, à. Có thuốc của bên... bây giờ Thái Lan bán nhiều lắm em. Yeah. Bán đủ thứ vitamin, thuốc giảm stress, trắng lông. Ngành này bệnh phát triển đâm ra là mấy đúng, cái đúng. Vật tư tất cả mọi cái là đầy đủ hết. Có những cái loài vật các bạn là nó nếu mà các bạn không có dành thời gian tương tác chơi với nó là bị stress ha. Nhưng con chó cũng vậy, con chó đồ nó sẽ cắn phá đồ này nọ. Và những con vẹt này cũng vậy, giống như anh Hải vừa chia sẻ là hồi đó em cũng thắc mắc, hồi đó tự nhiên có những con chim nó cắn lông. Cắn lông. Mà lúc đó mình chưa có biết là tại sao nó bị bệnh gì. Sau này mình mới biết ra là bị stress. Bị stress. Yeah. Nó ăn cái lông máu mới đầy đẻ nở yeah. mới đâm ra là nó cắn nó rứt ăn liền. Dạ. Yeah. Thì ngày xưa mình chỉ quan tâm tới con người thôi, lúc đó con vật chưa có được quan tâm lắm. Còn bây giờ những cái bạn con vật mà làm pet đâu á được mọi người quan tâm tìm hiểu, bắt đầu người ta mới đưa một cái khái niệm là những con pet mà nó bị stress. À, thì con pet nó bị stress thì nó có nhiều cái phản ứng, nó cũng tiêu cực lắm. À, nó cắn coi như là nó em thấy nó vừa khô máu cắn cho chảy máu tiếp, vừa đúng khô rồi. Máu cắn cho chảy máu tiếp. Cái lông ống á, mới đâm ra bé rứt lông ống bọn yeah. nên nó ra máu. Dạ. Yeah. Anh cũng gặp nhiều trường hợp đó rồi. À, mấy bạn đem tới hỏi anh á, yeah. anh cho uống thuốc thử nhưng mà lúc đó mình ngừa là không được. Sau này có những chuyên gia nước ngoài của Thái Lan á chỉ yeah. là mai cái áo cho bé bệnh. À. Mai cái áo cho bé bệnh để cho bé không cắn được cái cơ thể. Yeah. Tự nhiên lông ra từ từ. Rồi nó hết ngứa. Đúng đúng, à, đúng. Nó hết ngứa rồi nó quên đi. Thì đối với chim vẹt này đó giờ là anh chơi theo cái phong cách là anh nuôi chim con và huấn luyện. Huấn luyện. À. Anh có cho sinh sản vậy anh? Không, anh nhà anh cũng chật quá, anh nuôi chỉ chơi vậy thôi. Yeah. Chứ đúng ra bé này hôm nay 6 năm nay năm thứ 6 nè. Yeah. Anh có một bé mái nữa anh ghép thử. Yeah. Tại vì anh muốn lấy cái gen của bé này nó yeah. khôn quá. Khôn quá. Mà anh tìm cái bé mà máy mà kiểu thuần vậy anh rao trên mạng để anh mua luôn mà cũng chưa được. Chưa tìm ra. Chưa tìm ra. Dạ. Đúng rồi, hỏi thông minh quá, phải có truyền nhân giữ cái gen lại. Happy nói chưa? Để Tú Vũ. Làm bể sồ quá. Tự nhiên nó không chịu nói. Không mà gặp người lạ là vậy. Bởi vậy lúc đầu anh nói làm sao mà bé mà lúc anh rảnh á, anh cho bé đi vợt, đi cà phê, đi kia riết á, là ra cà phê mà nói là nói vô địch. Yeah. Bé này ở nhà, thí dụ như gặp mình về thôi là nói không có ngớt miệng đâu. Yeah. Điện thoại tới ha, là mình không kịp là alo, alo, chừng nào mình bắt máy thôi. Ôi ôi, dữ vậy ta. Chị vậy con lát chị, nếu mà bé nó không nói, lát chị chịu khó, chị quay giùm em mấy khúc nó nói, lúc mà em về á. Nó dạng hơn á, okay, em về okay. em ẹt vô cái clip này. Ok ok. Dạ dạ, anh đặt cái điện thoại nằm ngang giống okay, về, đừng có quay đứng, nằm ngang á, okay. về em ẹt vô luôn. Cho nó hấp dẫn, tại nó gặp người lạ là nó sẽ mắc cỡ, mình cũng vậy mà, mình gặp người lạ mình cũng bị khép lại mà. Quá dễ thương luôn. Ok các bạn, đây là mình hôm nay được anh Hải rồi chị Tiết Mai rủ lại nhà chơi và thăm bé nó ha. Thì rồi hồi nãy lúc mà mình mới vô á là bé nó rất là mạnh dạn, nó nói rất là nhiều luôn, mình nghe mình ấn tượng luôn á. Nhưng mà sau khi móc cái điện thoại ra thì nó hơi mắc cỡ chút xíu. Không sao, để lát anh Hải với lại chị Mai ở nhà lúc mà mình về rồi á là nó nói liên thuyên luôn ha. Đúng rồi. Thì mình sẽ add vô clip này cho các bạn coi ha. Rồi, hy vọng là các bạn có những cái giờ phút vui vẻ xem clip ha. Và nếu mà có thắc mắc gì các bạn có thể nhắn tin cho anh Hải Gò Giáp, cần tư vấn về tập luyện nói đồ này nọ thứ là anh Hải sẽ tư vấn cho bạn. Nhưng mà mình nghĩ thì nãy giờ những cái điều mà anh Hải chia sẻ nó cũng gần như là đầy đủ rồi. Phần còn lại là cái lòng yêu thương của mình để mình chăm sóc bé cho tốt, rồi cái sự kiên nhẫn của mình để mà dạy dỗ cho bé ha, đừng có nóng giận ha. Nhiều khi nó có ngang bướng chút xíu mình cũng phải chiều nó chứ, mình
mình mà quýnh nó giận mình luôn á. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha, bye bye. Bye bye dạ. Còn mà anh cũng khó đầm đầm nha anh. Con mắt khó đầm đầm.